Hello anh em, Hoàng Ca kính chào tất cả các chị em và cô dì chú bác nha. Hôm nay Hoàng Ca vừa về một con SH350i, xe Việt Nam hàng máy, xe này máy Thái nha anh em, xe Việt Nam, SH Việt Nam nhưng máy Thái nha. Không, xe này cuối đời 2022, móng xì, thấy không, khâu Hoàng Ca rửa sạch sẽ rồi. Quét tha kem đánh phấn nhờ dầu bóng rồi cho nó bóng bẫy ha. Còn con xe này chứ không phải như ít hát ý nhập mà tháo ra ở bên trong mà review từng con ốc được, tại vì xe này đi có 600 km thôi nha anh em. Tua 1 km cửa hàng em tặng cho anh em con xe luôn nha, đúng 600 km thắng ABS đây. Nó như một con xe thùng, nó không khác gì một con xe thùng nha anh em. Thì anh nghĩ đi, xe 600 km thì chỉ có lăn bánh đu đai thôi, đúng không? Đời 2022 nè, xe nào cũng vậy, nó có đát vỏ ha. 2022 thì số 22 đuôi này ha, tuần thứ 23 năm 2022 ha. Từng một con ốc chưa có dấu rỡ ra là gì ha. Con xe này nói chung là khỏi phải bàn. Tại xe đi 600 km thì anh chị em nó biết nó mới như thế nào rồi. Mà thường thường thì người ta nói tua. Đó, bật tắt rồi. Bật lên bây giờ. Nó nút kìa. Đó được rồi. 620 km ha, đúng đồng hồ không tua nha anh em. Ngày hôm qua 600 500 500 mấy à, Hoàng Ca đi mua từ bên Tân Bình về thì 2 mấy km là đúng rồi ha. Xe này chỉ thiếu cái thùng thôi nha anh em, thật sự là vậy luôn. Nó mới tên nè. Thì xe này tháng 11 tháng 10 2022 thì bây giờ thì chắc nó cũng gần tròn năm ha, một năm mà mới có 600 km à. Tại ông anh nó ông mua cho vợ đi nhưng nặng quá, thấy không, với lại ông chơi cho biết trải nghiệm thôi, thấy không, chơi cho biết trải nghiệm thôi rồi bán nè, nhà giàu khác nữa anh em ơi. Còn anh em nào mà muốn có ý định mà mua xe SH350i này á thì anh em nhanh tay thì còn, chậm tay thì nó cũng còn đây luôn ha, về sang tên bấm biển số mới thì nó ra thành một con xe mới luôn mà rẻ hơn được vài chục chai ha. Em ơi, quét cái vỏ cho nó đều lại nó mới đẹp em ơi. Nè, lấy cái chân ra coi. Cái gì ta đang quay chỗ đẹp ấy, nút cái chân vô chân xấu quắc nè. À, như một con xe thùng. Quét cho đều cho đẹp đi. Không khác gì một con xe thùng hết. 2022 tem thông số 2022 nha anh em. Đó. Ốc bánh chưa mở ra hoàn toàn 100% luôn nha anh em. Ốc bánh trước sau hoàn toàn chưa mở, chao chưa mở, đầu chưa rớt, hoàn toàn 100% luôn ha. Nói chung con xe này anh chị em mua về là sang tên bấm biển là thành một con xe thùng, không khác gì một con xe thùng ha. 600 km, tua 1 km tặng cho anh em ha. Cuối 2022 giá chỉ có 110 ít tí xíu thôi là sở hữu ngay được em nó, mà được cái màu xám nhám rất là đẹp luôn ha. Thôi, Hoàng Ca chào anh em nha, anh em nào có đam mê thì alo đến số điện thoại nha anh em, 0903 677 017 nha.